Ok, bây giờ mình sẽ vô nghe. Hello to everyone. Hello Ethan. First of all, I just want to say that I really enjoy. Nghe cái giọng của em thì hơi giống giọng tiếng Anh Mỹ đó, đúng không? Một thứ này nhỏ nhỏ đó là tên của thầy không phải Ethan, nhưng lại là Ethan, Ethan đó, ok? Đọc cái chữ Y hơi dài hơn chút đó. Rồi, mà biết ngay đó là em là tiếng Anh VIP Pro đấy. Nghe nghe một hai câu là biết ngay đó. The educative content that you've been making, so good work, keep it up. Today we're talking about music. So I love music, I listen to music all the time, except when I'm studying, because it kind of distracts me and I don't want that. I listen to all kinds of music, so genre doesn't really matter much to me. I mean, as long as a song sounds good to my ears, I'll be listening to it, simple as that. With that being said, I'd say I lean more towards a soft, chill, smooth kind of vibe. So yeah, some of my favorite artists at the moment are number one. Đó, mấy cái phát âm mà khó nhất, em nói trộn lắm. Ví dụ này, artists, so nhiều á, không phải một artist nhưng mà là artists. Đó, bởi vì cuối cái chữ cuối bên cái từ artist đã là T rồi đó. Rồi lại có một cái chữ S và cuối cùng đó là rất là khó nói. Artists. Mà em nói chuẩn lắm luôn. Quá chuẩn luôn. Chúc mừng em. Nhưng mà thầy đéo biết tại sao em đã gửi video đến thầy. Em còn tiếng Anh hay hơn cả thầy nữa. Đó, quá hay em ơi, quá hay. Daniel Caesar. He's a really good singer, super smooth. Đúng rồi. I love his music. Number two, Kota the Friend. If you don't know about him, definitely go check him out. He's a great rapper. His music is super chill, super relaxing. Yeah. Number three is MC Key. So MC Key is a Vietnamese rapper. He's very talented. His music has a modern Western hip-hop kind of vibe, and I really like it. Another thing that I like about MC Key is that unlike other Vietnamese rappers who tend to make a lot of mistakes when they use English in their songs. Cái này đúng quá. Nghe nhiều nhiều rapper Việt Nam dùng tiếng Anh trong bài hát của nó đó. Nhưng mà nhiều khi nó còn không có make sense, đéo hiểu được luôn. Ok, nhưng mà MC Key thì em nói đúng đấy, MC Key dùng tiếng Anh quá là chuẩn đó, quá là hay. Và bài hát của MC Key mà em yêu thích nhất là cái gì theo An thì cái bài Flex 2 xem sao đó, nghe tiếp đấy. Không có gì để nói về phát âm của em. Anh nghe cái tiếng Anh của em thì anh nghĩ là em đã học được khoảng 5 sau 7 8 năm rồi đó, đúng không? Và em học từ người Mỹ đó, em nói quá chuẩn luôn. MC Key seems to be a lot more careful, so as a result, he makes far fewer mistakes in his songs, and even when he does, those mistakes are minor ones, so I think it shows that he's somewhat more conscientious about his products, and that's a good thing. So yeah, that's all I've got to say about this topic. Thanks for listening. Rồi, thầy cũng cảm ơn em rất nhiều nha. Nhưng mà cái tiếng Anh của em thì đã là một 10 điểm rồi. 10 điểm rồi, còn hay hơn cả Chipu rồi đó, đúng không? À, mà thầy cảm ơn em rất nhiều đã gửi video đến thầy, cho thầy nghe và cho mọi người nghe. À, mọi người sẽ thấy cái tiếng Anh của em này thì quá là hay, rất là hay thật sự. Thầy đã nghe rõ để xem có phát âm nào mà sai, mà thật sự không có một cái nào hết á. Một cái nghe em nói cái lúc mà có một từ nào đó mà có cái chữ D đứng cuối cùng đó, là em nói hơi mềm đó, mình không nghe rõ. Nhưng mà thật sự em đã nói quá là hay rồi, quá là hay. Em sang nước Úc, nước Mỹ, nước Nam mà nói tiếng Anh thì em còn tiếng Anh hay hơn cả nước, cả người bản xứ luôn. Nhưng thầy cảm ơn em, ok, thầy cảm ơn em rất 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 nhiều. Và bây giờ mình sẽ reaction một người tiếp.
Ok, và video thứ hai là của Phương Trinh. Em đã gửi video cho thầy làm reaction. Và thầy cảm ơn em rất 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 nhiều. Nhưng thầy sẽ không nói nhiều. Mình sẽ bay vô nghe xem ngay. Ok, bây giờ mình sẽ xem và nghe Trinh, video của em Trinh đó. Ok, cảm ơn em rất nhiều đã gửi video cho thầy nha. Rồi, bắt đầu. Hi guys, yeah, before I talk about my favorite artist, I'd like to introduce myself briefly. My name is Trinh, I live in Nghệ An province, and I'm a senior at Đà Nẵng University of Foreign Language. Wow, ok, có nghĩa là em rất là thông minh đó. Đầu tiên thì anh thấy như thế này, không có biết đúng hay sai. Anh thấy như là em đã học được tiếng Anh cũng lâu, nhưng em không có người bản xứ để chém gió, để nói chuyện trực tiếp đúng không? Bởi vì nghe em cái sentence structure của em thì quá là chuẩn đó. Quá là chuẩn luôn, 10 điểm rồi đó. Nhưng nghe mấy cái phát âm á là hơi lacking đó. Là mấy cái phát âm của em thì chưa có nghe rõ 100%. Thầy cũng hiểu được, người bản xứ là Úc cũng sẽ hiểu được 99% rồi đó. Ok, cũng quá là hay, tiếng Anh của em này quá là tốt, quá là hay. Và chúc mừng em nha. Mà để thầy xem cái video này rồi thầy sẽ giúp em mấy cái phát âm này. Cái sentence structure quá là hay, quá là chuẩn luôn. Chinese language department. Actually, I'm constantly drawing in deadlines, so I don't have much time to relax or plan any trips at the same time. Nhưng mà em nói quá là natural, cái gì à? Tự nhiên gì đó. Tự nhiên, à đúng rồi. Em nói quá là natural đó. Nào, như là em là người bản xứ đó. Nào, đúng cách mà người bản xứ sẽ nói đó. Thật sự, đó, quá là hay. So that's the reason why I'm stressed out and in a bad mood. Fortunately, some of my friends said... Rồi, hai cái phát âm đầu tiên mà thầy thấy này là S và cái gì ta mới nói? Stressed out and in a bad mood. Fortunately. S, cái chữ S, cái phát âm S và T. Cái đó em nói cái câu đấy là em stressed out. I am always stressed out. Em nói là stressed out bởi vì cái từ stressed có nhiều âm khó nói vãi luôn. Stress, stress đó, có cái hai cái chữ s đứng cạnh nhau. Rồi ed là stressed. Đó, cái chữ y đừng gần cuối á thì coi như bỏ đi. Đừng có đọc nó. Đọc như là SSD, đó, stressed, stressed, stressed. Thầy chỉ em một cách nè. Em cứ viết stressed. Rồi. Em biết cách phát âm của các chữ cái đúng không? Đừng có coi cái từ này như là một từ dài. Coi nó như là 2 3 4 từ. Đó. Lấy hai cái chữ đầu tiên nè, st, đó là st, rồi str, st, r, rồi ess là s, rồi ed là d, chứ không phải ed, đó là d thôi. Rồi, bây giờ mình coi nó như là bốn cái từ nhỏ này, st, r, s, d, st, rồi, từ từ em nói 20-30 lần, như vậy đó, rồi. Từ từ em thêm vào cái chữ R đó, stir, không phải st nữa mà lại stir. Rồi bây giờ mình có stir, str, rồi s, ess, rồi ed là d. Nào bây giờ mình có như này, stir, s, d đó. Rồi em lặp lại 20-30-40-50 lần. Nếu mà em không có nói được rõ thì em cứ làm mỗi ngày 20-30-40 lần, 50 lần. Ok, em sẽ mất 5 phút à, 5 phút thôi à. Stir, S, D. Rồi từ từ em sẽ có thể nói nhanh hơn. Đó. Stir, S, D. Stir, S, D. Stressed, stressed. Rồi, lúc mà em nói được như là ba cái từ á, stir, S, D. Em cứ làm nó như là hai cái từ này. Stress, stressed. Đó, hai từ. Stressed. 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 Đó, em hiểu không?
Nếu mà em làm như vậy thì không có lâu đâu, một tuần, maximum lâu nhất là 2 tuần. Nếu mà em tập mỗi ngày 10 phút, 5 phút, em cứ viết cái từ này stressed rồi cứ lặp lại đi 20-30 lần, em sẽ bắn như xuống luôn, thật sự. Ok. Và cái chữ T, cái âm T nè, hay cho em một cái từ nữa nè, title. Đó, title, T-I-T-L-E. Em cứ làm giống vậy đi, title. Em cứ quay lại xem cái video cách phát âm của bạn chữ gái mà thầy làm đó. Rồi em cứ làm giống vậy với cái từ title, ok? Và sau đó nếu mà em làm vậy 5 phút, 10 phút mỗi ngày, em sẽ nói được quá là chuẩn, quá là hay. Và nếu mà em muốn video nào để xem mà có mà video nào bằng tiếng Anh để xem thì cứ inbox thầy và cô, và mình sẽ cho em mấy cái video bằng tiếng Anh để cho em làm quen với mấy cái âm đó, ok? Rồi bây giờ nghe tiếp. Some of my friends suggested that I listen to Woowee songs. Woowee quá hay. Yeah, Woowee. I'm familiar with Woowee from Rabbit TV show, but I've never heard his voice in a song before. Through this program, I observe how he take care of his members in his team. And I think he's a kind and warm person. Okay, em nói hai cái từ này, and và kind, và hai cái đó em mất cái âm the đứng cuối đó. Okay, nhưng mà em thầy đã cho em một cái từ đó stressed, đó em có thể tập được cái âm the đó. Em nói nó mạnh hơn đi, okay? Và em lúc mà em đang tập tiếng Anh á thì em cứ nói các cái từ mà hay mày cho, em cứ tập rất là chậm đi, ok, từ từ em sẽ biết nói được đó. Mà nếu mà em đang cố gắng nói rất là nhanh, em sẽ thiếu mấy cái phát âm như vậy đó, bởi vì nó khó nói lắm, thật sự nó khó quá trời luôn, không có một cái âm nào bằng tiếng Việt mà khó như thế. Nhưng mà em cứ làm rất là chậm đi, ok, tìm được 5 cái, 10 cái từ mà có cái âm the đứng cuối và đứng trước đó, rồi em cứ lặp đi lặp lại nói được 20-30 lần mỗi ngày, ok. Em cứ tập trung mấy cái phát âm này á, và nếu mà em sửa được 3 cái phát âm này the, t và s, em sẽ thật sự em sẽ hay hơn gấp 20 lần rồi đó, bởi vì cái sentence structure mình biết là em biết tiếng Anh quá là hay, quá là tốt rồi đó. Chỉ là mấy cái phát âm này á không có nhiều đâu, chỉ có mấy cái thôi. Em mà sửa cái này á là em sẽ tốt hơn 20 lần, gấp 20 lần rồi đó. Ok, để bây giờ nghe tiếp. Because he always stands by his student side, try to understand their life and yeah, give them a hand whenever they need. In his terms of music, I listened to most of his songs that he sang over and over. Nói lại lần nữa, em cái sentence structure, cái cách nói của em đó là quá là hay, cho em 10 điểm đó. This month, like Hương Dương, but then Lane, brother, this or that. Honestly. Cái phát âm th, brother, em nói quá là chuẩn đó. He has a great voice and I find his music very touching and inspirational. He always bring his positive and optimistic into the lyric and rhythm. And he inspired. Em nói là he brings his positive and optimistic into his music, hay cái gì đó. Nếu mà nói như vậy, cái câu như vậy thì em nên lấy cái từ không phải positive hoặc là optimistic, nhưng lại là positivity and optimism. Đó, okay. Other to do the same. Yeah, I don't know. Maybe it's just me, but I hope he will continue success in his. Một cái nữa em ơi, một cái nữa là cái chữ P. Em cái từ mà em mới nói là I hope.
mà em nói như là I hope, à, em không có nói rõ đó. Ok, thầy sẽ cho em một cái từ nữa để học nè, để tập nè. Ok, Peter popped, Peter popped the popcorn. Peter popped the popcorn. Đó, em mà nói được cái câu này em sẽ học rất là nhanh, rất là tốt đấy. Ok, có bốn cái âm này, p, p và t và d và s. Ok, em mà sửa được bốn cái đó em là thiên anh VIP Pro rồi đó. Ok, nhưng mà để thầy nói lại lên nữa, em nói quá là chuẩn rồi. Ok, nếu mà em sửa được mấy cái phát âm này thì em sẽ thi IELTS được 100, 200%, 200% đó, nghe không? Ok, nghe tiếp. That he has chosen. Yeah, okay, that's it from me. I know my English pronunciation sucks, but I hope you will check. Em đừng nói như vậy, đừng, em mới nói là my English pronunciation sucks. Nhưng đừng có nói như vậy, ok? Em quá là giỏi rồi đó, quá là giỏi. Nếu mà mình không có biết một thứ tiếng gì đó, một language gì đó mà đang học thì mình không có suck gì đâu. Ok, em quá là thông minh, quá là hay. Thiên An không có dễ đâu, thật sự. Và em là người Nghệ An, Nghệ An thì coi như là một cái gì khác nữa chứ không phải tiếng Việt nữa. Ok, học Thiên An từ Nghệ An á, rồi ui rồi luôn. Quá hay em ơi, quá hay. Get out and point out this problem. Thank you for the time, goodbye. Rồi, thầy và cô Nhi, cảm ơn em rất 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 nhiều. Ok, mà em đừng có nói là I suck gì đó. Ok, đừng tự ái, đừng có nghe một cái gì cả. Ok, mỗi người thì khác nhau. Vậy em thì em đã học được cái cách nói chuyện đó, đã là 9 điểm rồi đó. Ok, thật sự quá là hay. Ok, người nước ngoài nào mà nghe em nói tiếng Anh thì cũng sẽ hiểu được gần 100% rồi đó. Em quá là hay, quá là thông minh rồi đó. Nè, stressed title and Peter popped the popcorn. Thầy đã cho em ba cái rồi đó. Em nên nghe thầy nói nha. Bởi vì nếu mà em làm cái đó lặp lại 20-30 lần mỗi cái mỗi ngày, em sẽ là thiên anh VIP Pro rồi đó. Ok. Và thầy cảm ơn em rất nhiều đã gửi video cho thầy nghe và xem, và mong là cái video này đã giúp em một chút đó. Ok. Có gì nữa không? Anh em vào nhóm Facebook ngay đi. Ok, cảm ơn Thái Sơn, cảm ơn Phương Trinh nha. Hẹn gặp lại mọi người.